giải chi tiết phần part 5 của BNB English. Tập mà các bạn đang xem ngày hôm nay đó là tập số 105 nha. Các bạn nhớ là ghi bài nha. Ok, câu đầu tiên của 105 đó là câu số 113. Và mình có subject being to instead of regardless of. Khác nhau hết thì mình sẽ dịch thử lên từ nha. Rồi, các bạn nhớ quan sát lên chỗ trống. Và các bạn nhìn sơ thì các bạn để ý nè, nhớ từ on nè, ngày này. Đây là một cái từ nối ha. Rồi, subject chẳng hạn như, ví dụ như being to là vì, instead of là thay vì, đúng không? Rồi, regardless of là bất kể, bất chấp, mình không có tính đến cái đối tượng đó. Tổ chức vào ngày thứ năm thay vì ngày thứ sáu thì sẽ hợp lý nhất, đúng không? Mình chọn đáp án là câu C. Rồi, mình bắt đầu mình coi nè, the meeting là cái cuộc họp được tổ chức vào ngày này thay vì ngày kia để save on cost, đó, để người ta có thể tiết kiệm về mặt chi tiêu, chi phí. Giờ nè, tăng cường lên cho các bạn nè, cost đó nó sẽ bằng nghĩa với từ expense, được chưa? Rồi nó sẽ bằng nghĩa với chữ là expenditure, cost, expense, expenditure, mình nhìn cô là chi tiêu, chi phí hoặc là các cái số tiền mà dùng cho một dự án nào đấy. Rồi dùng ngày thứ năm thay vì ngày thứ sáu. Rồi 14 đi em, impress, convince, perform và affect. Rồi câu này dịch nhưng mà nó sẽ hơi khó tí cho các bạn nè, tại vì nó có một số từ có cái dùng từ nó hơi lạ. Như bạn để ý nè, how to thì sẽ là how to do something, cũng là động từ đúng không? Động từ sẽ là various essential business function. Vậy thì cái tân ngữ nó tác động chính là cái function này nè. Bình thường thì các bạn sẽ lấy từ function, function là cái chức năng đúng không? Rồi chức năng doanh nghiệp quan trọng đúng không? Nhưng mà hôm nay cô sẽ mở rộng cho các bạn một tí xíu về cái từ function ha. Từ function này nó dùng để mô tả một cái social event or official ceremony, một cái sự kiện xã hội, hoặc là một cái buổi lễ nào đó thì nó trang trọng. Bây giờ cái từ business là function này theo kiểu ý của người ta là một cái meeting, nhưng mà cái meeting đó nó rất là quan trọng, rất là trang trọng, rất là trang hoàng, đàng hoàng, có kế hoạch rõ ràng, chứ không phải là đột xuất bùng phát khi kêu đi họp nha. Vậy thì sẽ làm gì cuộc họp này? Rồi impress là gây ấn tượng, convince là chỗ này là triệu hồi, perform là thực hiện, và còn chữ affect là ảnh hưởng, đúng không? Tác động, ảnh hưởng. Nhưng mà em phải nhớ là em phải dịch cái từ perform này cẩn thận này. Không phải lúc nào cứ thấy perform cũng liên quan đến vấn đề biểu diễn hết, không phải. Em sẽ dùng là thực hiện, tiến hành, thể hiện, biểu diễn, nhiều nghĩa. Và khi nó đi với cuộc họp thì mình sẽ kêu là tiến hành cuộc họp. Đấy, mình chọn đáp án là câu C ha. Và trong này mình có một từ nữa, aspiring. Đó, nó đang bổ nghĩa cho cái entrepreneur, tức là những cái nhà doanh nghiệp. Những cái nhà doanh nghiệp này rất là có tham vọng, tính chất. Rồi, cái hội thảo này sẽ dạy cho những nhà doanh nghiệp, những cái người thương nhân có tham vọng cái cách để họ có thể tiến hành những cái cuộc họp doanh nghiệp mà cần thiết, được chưa? Rồi, tiếp theo 115. Đâu, firstly, closely, instantly và expertly, dịch trạng. Đâu, trạng này của mình thì bạn coi nè. Đây, ông Pam, ông Branson là chủ ngữ đúng không? Left to pick up là đọc từ. Vậy thì dịch trạng vô đây là sẽ bổ nghĩa cho đọc nha. Rồi, vậy thì quan tâm nhất là chỉ pick up thôi, còn cái chỗ này thành phần phía trước thì mình không quan tâm đến nó ha. Ông này ông nhận cái luggage hành lý sau khi cái representative, người đại diện của airport, sau khi cái người đại diện của hãng hàng không này contact him, sau khi người này liên hệ thì ông này đầu tiên nhận closely là theo kiểu mật thiết, thường nó sẽ đi với động từ là work closely, làm việc mật thiết với nhau, hoặc là collaborate, người ta hợp tác chặt chẽ với nhau, collaborate hoặc là work closely, làm việc. Instantly, các bạn có biết instant noodle? Instant noodle là mì ăn liền ngay lập tức, 3 phút là ăn đúng không? Instantly, trạng từ gì là ngay lập tức, nó giống như từ promptly đó, promptly hoặc là immediately, instantly, instantly, promptly, immediately. Còn một từ nữa, đó là chữ right away, đó, ngay lập tức. Còn cái chữ expertly, em lấy cái từ này, chuyên gia, một cách chuyên gia thì em hiểu được chuyên nghiệp đúng không? Vậy thì mình bảo là ông này ngay lập tức đi nhận, sau khi cái người kia liên hệ chọn thì ông sẽ đi nhận liền luôn, chọn cho cô chữ instantly. Nó khá là lạ đúng không? Các bạn xem video thì các bạn nhớ tích luyện cái từ vựng đồng nghĩa nha. Tại vì immediately, promptly nếu mà gặp thì quá là dễ để chọn rồi, nhưng mà khi mà gặp cái từ này nó hơi khó nè, các bạn sẽ cẩn thận hơn đối với câu như thế này ha. Rồi ok, tập 105 của mình kết thúc tại đây. Các bạn nhớ xem bài, làm thêm và nhớ đi thi thử nhé. Chúc các bạn sẽ học tập thật tốt và đạt được kết quả cao trong bài thi của mình ha.